Đi vượt hoặc đi du lịch ở Ninh Bình thì mọi người đừng bỏ qua địa điểm này nhé. Hello mọi người, lại là Jun Vivu đây. Tiếp tục thử thách check-in 6 ngày 6 đêm tại Ninh Bình. Hôm nay Jun sẽ dẫn mọi người đến một địa điểm du lịch mới này nha. Mình tin chắc là nhiều người chưa biết đến địa điểm này đâu. Địa điểm này có tên là Phố Cổ Hoa Lư. Phố Cổ Hoa Lư thì được nằm luôn trong khuôn viên của núi Kỳ Lân Chùa Bạc. Địa chỉ cụ thể là ở số 1 Trần Hưng Đạo, phường Tân Thành, thành phố Ninh Bình nha. Hoặc là nếu mọi người vào Ninh Bình bằng xe máy thì mọi người đi qua đường quốc lộ 1A thì mọi người sẽ nhìn thấy địa điểm này ở ngay bên tay phải. Vì phố cổ Hoa Lư nằm ở ngay trung tâm của thành phố Ninh Bình nên giao thông rất là thuận tiện, mọi người có thể di chuyển đến đây một cách dễ dàng. Phố cổ Hoa Lư thì vẫn đang trong quá trình hoàn thành nên mọi người khi vào đây tham quan thì sẽ không phải mất vé gì nha. À, chỉ mất tiền gửi xe thôi ý. Vì mình đi vào cổng phụ nên hiện tại mình chưa đi qua cái cổng mà có tên phố cổ Hoa Lư nha. Vẻ đẹp của phố cổ Hoa Lư đúng như câu rực rỡ màu sắc vào ban ngày, lung linh huyền ảo về ban đêm. Các bạn có biết tại sao mình lại nói như vậy không? Bởi vì vào buổi tối khi các bạn đến với phố cổ thì hai tòa bảo tháp ở bên cạnh khu phố cổ sẽ được thắp đèn điện phát sáng lung linh, nên bạn sẽ cảm nhận được sự lung linh huyền ảo ở nơi đây. Lúc này khu phố Hoa Lư sẽ như được khoác lên một tấm áo mới, xen lẫn với sắc màu rực rỡ của các ánh đèn lồng. Ánh ban đêm lên nhé mọi người. Bây giờ thì mình sẽ dẫn mọi người lại gần với bảo tháp hơn nha. À, mọi người có theo dõi phim Hương Vị Tình Thân không? Đây chính là một trong những cảnh mà được quay ở trong phim Hương Vị Tình Thân đấy. Thực sự hai bảo tháp ở đây rất lớn. Các bạn có thể nhìn kích thước người khi đứng ở dưới chân bảo tháp để cảm nhận được bảo tháp lớn như thế nào. Bảo tháp được xây dựng và đặt trên giữa một lòng hồ. Vì thế khi mọi người đến đây tham quan sẽ tạo một cảm giác rất là trong lành và yên bình. Bây giờ thì Jun sẽ quay một chút về kiến trúc của bảo tháp nha. Vì Jun cũng chưa tìm hiểu qua nhưng mà theo Jun cảm nhận thì bảo tháp được xây dựng bằng gạch đất nung. Và ở trên tường gạch thì sẽ được điêu khắc bằng các hình bông hoa hay tượng Phật, nhìn rất là tinh tế. Đây sẽ là một bảo tháp còn lại nè. Bảo tháp này chính là những hình ảnh đầu tiên mà ở đầu video Jun quay đấy. Vì lúc đó đứng ở gần quá nên không quay được toàn khung cảnh của bảo tháp, nên mình quay lại cho mọi người xem. Tiếp theo mình sẽ dẫn mọi người sang một khung cảnh khác nha. Với không gian kiến trúc mô phỏng lại Đại Việt từ thế kỷ thứ 10, đi cùng với các trang phục dài cổ hay là các trang phục váy áo hiện đại đều rất là hợp với cảnh nơi đây. Bạn hoàn toàn có thể mang về một bộ ảnh cổ kính hay là cách phá, tùy thuộc vào gu thẩm mỹ và sở thích riêng của mình. Nếu mọi người đi cùng với nhóm bạn thì chụp sẽ đẹp hơn nữa nhé. Nhìn đẹp cứ như kiểu ở Huế nhỉ. Nối tiếp cảnh đẹp đó thì các bạn có thể ra ngay một cây cầu đầy lồng đèn như thế này để chụp ảnh tiếp nha. Mọi người vừa có thể đứng chụp ảnh vừa có thể ngắm cảnh sông nước. Tiếp theo ở xa xa kia là những chiếc thuyền thúng được trang trí lộng lẫy, giúp bạn có thể đi tham quan sông nước, ngắm nhìn những hình ảnh khu phố về ban đêm thật là thơ mộng. Mọi người sẽ có cơ hội lưu lại những bức hình thật đẹp và thật chill. Chẳng thế mà bất kỳ ai khi có cơ hội đến phố cổ Hoa Lư Ninh Bình đều cảm thấy xỉu up xỉu down. Mọi thứ đều mới lạ nhưng mà lại khó quên. À, đây chính là cổng chính vào của phố cổ Hoa Lư nha. Vì mình đẹp xe ở phía bên kia nên đi hơi ngược một chút. Mọi người có nhìn thấy mình giống như đang lạc vào thời cổ xưa không? Mình đến gần với chiếc cổng hơn để cho mọi người nhìn rõ nha. Đây cũng là một khung cảnh lý tưởng để mọi người chụp ảnh đấy. Mình có tổng hợp một số bức ảnh ở trên mạng để mọi người tham khảo nha. Phố cổ Hoa Lư thì được phân thành hai khu vực, bao gồm khu giới thiệu sản phẩm và khu ẩm thực. Tại đây thì trưng bày rất nhiều các sản phẩm thủ công mỹ nghệ truyền thống của các làng nghề trên địa bàn tỉnh và các tỉnh lân cận, nhằm tôn vinh nét đẹp truyền thống đã có từ bao đời. Dãy nhà bên phía tay phải thì chủ yếu là trưng bày các sản phẩm thủ công mỹ nghệ nha. Và có một vài cửa hàng sẽ cho thuê trang phục ở đây, mọi người có thể vào ngắm cũng được, không nhất thiết phải thuê hay là mua đâu nha. Nhưng mà để có một bộ sưu tầm ảnh đẹp thì mình khuyên các bạn nên thuê các bộ trang phục áo dài để chụp ảnh. Ngoài ra ở đây sẽ có cả những giá sách hay là giá tài liệu để cho mọi người có thể đọc và hiểu rõ hơn về cảnh đẹp nơi đây. Bây giờ thì mình đang đi vào khu giữa của dãy nhà rồi nha. Ở bên dãy còn lại sẽ là trưng bày ẩm thực, du khách sẽ được thưởng thức các món ăn truyền thống thơm ngon và đậm vị. Một trong số đó phải kể đến như bánh mật, bánh nếp, bánh chưng, bánh gai, bánh dày, bánh đa, bánh khoai và rất nhiều loại bánh khác nữa nha. Thì đều là những món đặc sản của ông cha ta từ xa xưa. Mình chắc chắn rằng rất nhiều các bạn trẻ, đặc biệt là ở các thành phố lớn, chưa chắc đã từng được thưởng thức hương vị của những món ăn này. Phía bên kia còn có một khu trưng bày những tranh phong cảnh của Ninh Bình đấy. Và có cả gian để viết câu đối như thế này nha. Bây giờ cũng đã đến giờ trưa rồi nên bọn mình sẽ vào quán để thưởng thức những món ăn ở đây. Có rất nhiều loại bánh để mọi người lựa chọn. Vì mình đi cùng với chị và cháu gái nữa nên bọn mình đã gọi một suất bánh cuốn, một suất bánh khoái và hai cái xúc xích. Đây là cô chủ quán nha mọi người. Bọn mình vừa ngồi xuống 1-2 phút thì đã thấy khách ra vào rất là nhiều. Không những ăn tại quán xong mọi người còn gói mang về nữa cơ. Ngồi đợi mãi cuối cùng cũng được thẩm trước hai chiếc xúc xích. Mình thì chỉ cầm lên thôi chứ xúc xích là gọi ra cho cháu mình ăn đấy. Đây mới là món mà mình mong chờ nè. Bánh cuốn thì chắc là mọi người cũng biết hết rồi ấy. Còn bánh khoái thì mình mới nghe lần đầu. Nhìn vỏ bánh thì có vẻ giống với bánh xèo, nhưng vỏ này là vỏ mềm nha chứ không phải giòn như bánh xèo đâu. Món này thì mọi người sẽ ăn cùng rau sống, dưa chuột, rau thơm và giò. Sau đó thì sẽ chấm cùng với nước mắm nhạt có vị hơi ngọt và hơi cay một xíu. Mọi người nhìn mình có tập trung không kìa.
lần đầu làm nên còn hơi bỡ ngỡ một chút. Mời mọi người cùng ăn trưa với mình nha. Mình thấy các món ăn ở đây đều khá ngon nha. Sau 30 phút ngủ nghỉ ngơi và ăn uống thì cuối cùng bọn mình cũng đã ăn xong. Khi nhìn ra bên ngoài thì mình đã nhìn thấy ngay một sân khấu như thế này. Ở đây sẽ có biểu diễn ca nhạc hay là múa rối nước nha. Ăn cũng no rồi, nghỉ ngơi cũng xong rồi. Bây giờ thì bọn mình đã đi tập thể dục để tiêu bớt calo. Bọn mình đang leo lên đỉnh núi. Nhìn thấp thấp thế thôi chứ leo lên cũng mệt vết đấy mọi người ạ. Mọi người có biết tay chị mình đang xách túi gì không? Đó chính là bánh dày đấy. Mình khuyên mọi người khi đến đây cũng nên ăn thử bánh dày nha. Bên ngoài thì vỏ bánh rất là dẻo dai, còn bên trong thì rất là nhiều nhân đỗ. Sau một hồi leo trèo thì cuối cùng bọn mình cũng đã đến được đỉnh núi. Ở trên này thì cũng sẽ có chỗ để cho mọi người ngồi nghỉ nha. Mình thấy có cả chuông và có đền thờ nữa. Mọi người nên mang tiền lẻ đến để đặt lễ nha. Ở trên đây thì mọi người có thể đứng ngắm khung cảnh của thành phố. Hoa wow, thật là đẹp đúng không mọi người? Tự nhiên mình lại nghĩ ra một câu hát. Chỉ cần em hít một hơi thật sâu và thở ra một hơi thật đầy, chuyện buồn đau sẽ theo rõ và bay về phía tinh không. Khi đứng tại vị trí này mình thấy thoải mái thật sự. Mình như được reset lại bản thân. Mọi stress hay áp lực trong công việc, cuộc sống đều biến tan mất. Mọi người hãy nhanh tay xách ba lô lên và trải nghiệm ẩm thực và cảnh đẹp Ninh Bình thôi nào. Cảm ơn mọi người đã theo dõi hết video của Jun. Hẹn gặp lại mọi người ở chuyến đi tiếp theo nha.